tất cả quý vị, Harper xin đón chào mọi người đang đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Harper xin được phép thay mặt cho ban biên tập của chương trình kính chúc tất cả quý vị thật là nhiều niềm vui và sức khỏe để đón chào một tuần mới thật nhiều năng lượng quý vị nhé. Và để có thật nhiều năng lượng, chúng ta phải ăn uống thật là đúng cách và đặc biệt là chia sẻ niềm vui trong những bữa ăn. Ngày hôm nay sẽ là những câu chuyện đến từ những người nghệ sĩ và đặc biệt đó chính là một cô gái rất là dễ thương, đáng yêu. Đây là một người chị đã khiến cho Hoàng Đức Bơ phải học hỏi rất là nhiều, bởi vì cô ấy có một cái bí quyết để giữ gìn hạnh phúc cho gia đình của mình, đó chính là diễn viên Quỳnh Phượng. Chào chị Phượng. Rồi. Ê cha. Sao vậy? Ủa sao ra cái xiển niễn vậy? Đói. Ủa đói hả? Trời, tưởng em đẹp trai, em tính làm tư thủ. Không có. Sao vậy? Bị cất ở trọng lâu quá chờ. Dạ em xin lỗi chị. Đói. Rất là hồi hộp chờ đợi và rất là vui và thích thú khi mà đến đây ngày hôm nay, bởi vì Phượng từ lâu rồi đã rất là yêu thích cái chương trình này, bởi vì cái sở thích của mình là ăn uống nè, nấu ăn, chăm sóc gia đình và tìm tòi những cái món mới cho thực đơn của gia đình mình nó phong phú hơn. Đó, bảo sao hạnh phúc gia đình luôn luôn bền vững là vậy. Chị thích học hỏi lắm mà chị nấu mới được. Mà chị nấu mới được. Dạ. Ừ, cho nên là bàn kỹ chuyện này ha. Ừ. Ở trong phòng khách, xin mời chị. Ok. Bữa nay hai chị em mình không hẹn mà gặp cùng phối màu trắng đen. Không xịt không quá ha. Bây giờ xin mời chị Quỳnh Phượng sẽ đặt hàng hai món ăn ngày hôm nay. Đó, mỗi món một tờ chị ha. Giấu nha, không cho em thấy, không cho khán giả thấy luôn. Vậy luôn hả? Dạ, để lát nữa mình tạo bất ngờ. Đây nha. Xong rồi, đặt hàng xong rồi. Tò mò quá, không biết bữa nay Hoàng Đức Bơ cùng với mọi người sẽ được thưởng thức món gì đây. Và bây giờ sẽ là sự xuất hiện của hai bạn fan hâm mộ ngày hôm nay, cũng rất là trẻ tuổi và hy vọng là có tài nấu nướng. Đó chính là hai bạn Phước Thiện và Minh Tuấn. Xin mời. Đây. Chào hai bạn. Mời hai bạn ngồi. Chào hai bạn. Nhìn là biết tay trẻ rồi chị thấy không? Rất đầy thanh xuân. Nhìn bạn bên đây cao ráo, đẹp trai. Bạn bên đây thấy là phong độ. Mình giới thiệu về bản thân nào. Dạ, em xin chào anh Hoàng Rapper, chào chị Quỳnh Phượng và tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Khẩu vị ngôi sao. Dạ. Em tên là Phước Thiện và em hiện đang là diễn viên tự do và em đang học tại sân khấu kịch Minh Nhí. Ồ, đài từ rõ ràng lắm à nghe. Bạn có rất là có dáng vóc nè, vừa được cả thanh vừa được cả sắc luôn. Rồi lúc thầy dạy, thầy ngồi hay thầy đứng bạn ha? Dạ thầy ngồi ạ. Sao bạn nói thầy mình như vậy? Thầy Minh Nhí có coi thì bỏ hoa cho em, chứ em tưởng tượng cảnh thầy mà thí dụ đang dạy dỗ giờ sao, giờ có diễn đúng bên đây cái này không? Dạ. Mà bạn cao mét mấy? Dạ 1m83. Ủa 1m83, thầy Minh Nhí có 1m38 hả? Chết rồi, hy vọng thầy Nhí sẽ không bị hát xì. Mời bạn. Dạ em chào anh Hoàng Rapper, chào chị Quỳnh Phượng, chào bạn Thiện và khán giả của chương trình Khẩu vị ngôi sao. Em tên là Lý Minh Tuấn, năm nay 28 tuổi và hiện đang là giám đốc của công ty lữ hành quốc tế Sen Ấn. Trời ơi, giỏi vậy. Vậy là bạn rành về văn hóa nè, giải trí và đặc biệt là ẩm thực của từng vùng miền khác nhau đúng không? Dạ đúng rồi thưa anh. Ồ hay quá ta. Còn với bạn, thời gian đâu để mình lo cho những bữa ăn dinh dưỡng của mình? Hiện tại thì em đang đi học nên là cái thời gian rảnh của em cũng khá là nhiều, nên là em rất là thích thú trong việc là vào bếp để mình tìm kiếm và mình sáng tạo ra những món ăn mới. Đó, nên chị cứ yên tâm. Đó, hai bạn trẻ mặc dù trẻ nhưng mà rất biết nấu ăn nha. Cái tình cảm của mình dành cho chị Quỳnh Phượng sao nè, Thiện? Tại vì bản thân em khi mà học diễn viên á, em lên em tìm kiếm những cái vở kịch để em xem, để bản thân mình trau dồi và học hỏi từ các anh chị đi trước. Và trong đó là có vở kịch Bắt Cá Hai Tay của chị Quỳnh Phượng. À. Còn với tình cảm của bạn Minh Tuấn dành cho chị Quỳnh Phượng ra sao nè? Đây là lần đầu tiên em được gặp chị Quỳnh Phượng và gặp anh Hoàng Rapper. Cảm thì là bạn. Thấy chị Quỳnh Phượng rất là xinh đẹp luôn à. Đúng đúng. Cảm ơn em. Khen lĩnh đâu mà khen thiệt. Ngồi gần coi, trậu da như da bé vậy đó. Hồi xưa lúc mà chị còn mới vô trường á, là mọi người nói là không có ăn ảnh. Dạ, mất niềm tin không chị? Không, chị không có mất niềm tin. Tại vì thật ra chị đã nói là xác định là diễn viên á. Thật ra nếu như mình không đẹp thì mình phải đọc. Đúng. Đúng không? Em có suy nghĩ đó. Chính xác không? Đó, không đẹp là phải đọc. Dạ. Mà không bi lụy được thì mình phải hài. Cho nên là mỗi người có một cái thế mạnh khác nhau. Dạ. Rồi tìm kiếm những tuyến nhân vật phù hợp đúng với ngoại hình này luôn. Bởi vậy chị mới nói là ok, mình là diễn viên hài mà, cho nên mình không đẹp mà người ta cũng có sao. Dạ. Hay quá. Cảm ơn chị. Và bây giờ sẽ là phần thi dành cho hai bạn Thiện và Tuấn ha. Cố gắng cầm bảng lên và chúng ta trả lời những câu hỏi qua bảng trắng để có cơ hội lật ra ba ô số. Ai được lật nhiều ô số hơn, người đó sẽ có lợi thế của riêng mình. Xin mời, sẵn sàng nha. Dạ. Cá lăn nướng than là món ăn đặc trưng của vùng nào sau đây? A. Lâm Đồng, B. Đắk Nông và C. Tây Ninh. 3,
2, 1. Đáp án là bạn Thiện chọn là B là Đắk Nông. Còn bạn Tuấn thì chọn A là Lâm Đồng. Đáp án chính xác là Đắk Nông. Hay quá. Ủa sao bạn đoán được Đắk Nông hay vậy? Cái này thật sự em cũng không biết nữa. Em chỉ chọn theo cái cảm tính của em thôi. Cá lăng là một trong những loại cá nước ngọt lớn nhất trong tự nhiên, đã bắt được những con từ 40 đến 50kg. Đây là một loại cá không có xương dăm, thịt rất ngon nên rất được ưa chuộng. Ở Hà Nội, từ xa xưa đã nổi tiếng món chả cá Lã Vọng. Ở Đắk Nông, cá lăng có nhiều trên sông Đồng Nai, sông Serebok. Nào, Tuấn cố lên nha. Nhưng mà bây giờ bạn lựa ô số đi, bạn lựa ô số mấy? Em lựa ô số 3. Số 3. Nội dung ô số 3 là hương vị tuổi thơ. Từ hương vị tuổi thơ thì cái từ khóa này nó hợp với tất cả chúng ta. Mỗi người đều có một cái kỷ niệm. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Riêng về cái thời thơ ấu thì của chị là như thế nào? Bắt đầu từ cấp 1, hồi đó là học sinh thì rất là thích ăn vặt. Mà những cái món ăn vặt đặc biệt là trước cổng trường là rất là được các bạn nhỏ yêu thích. Mà hồi đó mình đi học thì thật sự ra không có được bố mẹ cho nhiều tiền và cũng không có được khuyến khích cái việc mà ăn hàng ở ngoài đường. Sợ mất vệ sinh. Đó, thì ở trước cửa trường Hòa Bình á, có một cái cô bán phá lấu. Ủa, chị học trường Hòa Bình hả? Trường Hòa Bình á. Quận Nhất. Ừ. Trời ơi, mày biết á. Dạ. Em nè, năm năm trường Hòa Bình nè. Đó. Trời, cô bán phá lấu đúng luôn á. Cấp 1. Chỗ thèm mà cô lòn ở dưới cổng sắt á. Chính xác luôn. Trời ơi, ngồi trời ơi, bữa nay mới biết trời. Trời món mà rất ngon luôn. Hồi đó giờ thật sự ra mà nói, chị đi ăn nhiều chỗ rồi mà chị nhớ hoài cái hương vị ở cái cô bán phá lấu trước cổng trường Hòa Bình. Vậy là chị nhớ cái mùi phá lấu đó. Trời ơi. Mà rất là đông. Một câu chuyện chia sẻ rất là thú vị đến từ hương vị tuổi thơ của chị Phượng. Và bây giờ là thử thách thứ hai. Câu hỏi số 2 có nội dung như sau. Đặc sản nào không có ở chợ nổi Cái Răng? A. Bún riêu ghe. B. Cà phê kho. C. Kem khói trên ghe. Và D. Ăn khóm trên nóc tàu. Đó. Cái nào là hình ảnh không thuộc về chợ nổi Cái Răng? 3, 2, 1, xin mời. C. Wow. Và C. Ủa sao bạn chọn C? Câu này cũng là một sự may mắn nữa, quê em ở Cần Thơ. À trời ơi. Phải nói. Chợ nổi Cái Răng là chắc chắn em đã được đi rất là nhiều lần rồi. Như những cái món anh nói như là bún riêu ở trên ghe, thì ở đây có rất là nhiều cô bán bún riêu cũng như là hủ tiếu ở trên ghe. Và đặc biệt ở đây là có món hủ tiếu bà Hai, là được rất là nhiều vua đầu bếp trên thế giới đến đây. Trời ơi. Là một trong những cái nước lèo ngon nhất thế giới. Ồ. Dạ, mấy qua công ty bạn Tuấn hợp tác thì cũng làm về ẩm thực giải trí du lịch lắm đó nha. Dạ, còn cái món cà phê thì khi mà khách đến thì các cô chèo cặp đến cái ghe của mình và hỏi mình uống cái gì không, là có tất cả những cái món ở trên đó luôn. Còn đối với khóm á, thì là những cái ghe rất là lớn, khóm là người ta bán theo giá sỉ. Khi mà mình đến đây mình muốn ăn á, là người ta sẽ gọt khóm sẵn ở trên ghe cho mình ăn luôn, tức là người ta vẫn bán lẻ cho mình. Dạ. Vậy là bạn đã dùng phép loại trừ. Dạ đúng rồi. Nên chỉ còn đề phán C. Dạ. Tuấn thì sao? Sao bạn đoán được C? Cũng rất là tình cờ em có dịp dẫn khách xuống chợ nổi Cái Răng. Và em có quan sát thì là không có thấy cái món mà kem khói. Những món khói kia thì em thấy. Dạ. Chúc mừng hai bạn. Như vậy tỷ số đang là 2-1. Tuấn cũng đang vươn lên nha, bám gần sát rồi. Và bây giờ thì thôi, ưu tiên cho Tuấn đi ha. Cho bạn là ô số đó. Dạ, em xin chọn ô số thứ 2 ạ. Ô số 2, xin mời ô số 2. Lực bất tòng tâm. Là sao vậy hả? Bởi vì sao, có những thứ cho dù mình có cố gắng cách mấy, mình có muốn làm nhiều như vậy, nhưng mà mình cũng không thể nào mình vượt qua được đó mà. Đó là liên quan tới ẩm thực, là có những món mình không nuốt được, không thể ngửi được luôn, không thể ăn được luôn, không thể nếm được luôn đó công tử. Thật ra nó không phải là một cái món. Cái này thì mọi người đều biết và mọi người đều rất là thích, nhưng mà riêng mình là mình không có ăn được, đó là ớt tươi. Ớt tươi à? Yeah. Tức là mình có thể ăn dạng cay, ăn tương ớt, ăn sa tế, ăn tất cả mọi thứ và rất là cay. Thậm chí là cấp độ cũng khá là cao luôn. Nhưng mà riêng cái mùi ớt tươi là không thể nào mà chịu, tức là vừa mới hửi một cái thôi là phải chạy đi liền. Nên lát nữa chế biến thức ăn đừng bỏ ớt tươi vô nha. Dạ. Sa tế hay là ớt bột cũng được, tương ớt cũng được, đã qua sơ chế hay chế biến rồi nghe. Dạ. Đó, chúng ta đã biết được bí mật của chị ấy rồi, là không ăn ớt tươi. Và bây giờ sẽ là thử thách thứ 3 dành cho hai bạn. Chúng ta cất bạn để sẵn sàng vận động nè. Và bây giờ sẽ là thử thách thứ 3 tại vòng 1 này dành cho hai bạn Thiện và Tuấn. Đơn giản lắm, đứng tại vị trí hai vòng đó. Đã, sau đó mình dùng chồng đĩa này mình ném lên bàn. Dạ. Phần nửa sân bên đây là của một bạn, nửa sân bên kia là của đối phương ha. Đĩa phải nằm trọn vẹn trong bàn. Nếu như đĩa mà mấp mé mà hơi đưa ra ngoài là không được tính luôn, phải nằm hẳn trên bàn luôn nha. Dạ. Rồi hoặc là chạm vào cái vạch màu đỏ cũng không tính luôn. Dạ. Rồi xin mời hai bạn vào vị trí. Khó à, nhìn vậy chứ không có đơn giản đâu ha. Đúng rồi.
Lưu ý, chúng ta chỉ có bấy nhiêu đĩa thôi, nên mình hãy tiết kiệm và nhắm cho chính xác nha. Dạ. Chuẩn bị nè. 3, 2, 1, bắt đầu. Ồ, cho ném hàng sớm vậy em, xin ném anh em sao vậy? Nhẹ cái lực nhẹ. Đó, đúng rồi, nhẹ cái lực thôi. Đó, ném cho sân của mình thôi. Ê, có vẻ cái trò này á cao có lợi thế nha. Dạ, nhắm vô bỏng bỏng. Mà tính ra như là bạn Tuấn cũng được á. Hay quá vậy thiệt. Hay quá. Cố lên. Nhẹ nhẹ chút em, nhẹ nhẹ xíu. Ồ, nhẹ quá. Bạn Tuấn cần phải ném nhẹ lại một tí hoặc là tạo độ xoáy cho cái dĩa để cái dĩa nó dừng lại ở trên mặt. Trời ơi, còn chút xíu thôi. sao Tuấn ném qua bên sân của Thiện hoài vậy? Đáng lên, đáng lên. Cúi người xíu, cúi người xíu. Đó, cái đĩa đó không tính rồi đó. Đó. Cái đó là vừa tới luôn nè. Coi chừng Thiện mà ném cái này mà văng ra ngoài là không tính luôn nha. Dạ. Uổng lắm nha, cẩn thận nha. Ồ. Đáng lên. Ráng lên Tuấn, ráng lên Tuấn. Ồ, nhẹ, nhẹ một bây tí nữa thôi. Bây giờ mình ném không được mình phá. Mình chọi văng cái này của người ta cũng được em. Ồ. Hết đạn luôn. Mở tay. Dễ thương. Như vậy chúng ta thấy được hai thành quả, hai cái đĩa rất là hợp lệ dành cho khu vực của bạn Thiện. Và bạn Thiện đã giành chiến thắng ở phần này. Chúc mừng bạn. Và bây giờ chúng tôi sẽ quay trở lại với vị trí phòng khách và đón chờ xem cụm từ khóa tiếp theo là gì nào. Thiện nè. Dạ. Trên bảng còn đúng ô số, em muốn lỡ số mấy? Dạ, số 1. À, chắc chắn rồi. Xin mời ở số 1. Chúc mừng bạn đã có huy hiệu thần bếp. Lát nữa mình sẽ có một đặc quyền sử dụng bất cứ lúc nào để yêu cầu sự trợ giúp của chị Quỳnh Phượng nha. Dạ. Từ khóa là vượt lên chính mình. Ủa, nghe giống như chương trình của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh quá vậy chị? Đúng rồi em. Chị đã làm mọi cách để vượt lên chính mình và chị đã thoát nghèo. Ủa vậy hả? Ủa, việc lên chính mình mà liên quan tới ẩm thực chứ đâu phải liên quan tới tài chính. Thật ra nó cũng giống như là cái món ở dưới á, là một cái món ăn mà chị nghĩ là không bao giờ chị ăn được. Nhưng mà chị đã vượt qua nhưng được. Mà chị lại thử và chị đã làm được. Đó là món sashimi. À. Món cá sống. Nói chung là tất cả những cái con gì sống á, chị không ăn được. Và chị luôn luôn chị nghĩ là chị sẽ không ăn được cái món đó. Thì một bữa đẹp trời là quyết định là phải thử. Bởi vì sao, thấy đi vô nhà hàng Nhật mà không ăn sashimi thì không được. Thiệt thôi liền. Đúng rồi, nó kỳ lắm, nó nhụt lắm, cho nên là phải thử. Dạ. Và thử một lần đầu tiên xong nghiền luôn. À. Đó là món cá hồi sống. Chị nghĩ là nó sẽ rất là tanh và rất là khó ăn. Nhưng mà khi chấm một tí mù tạt với lại vô nước tương á, thì nó rất là ngọt, thanh và cái vị cá nó tan ở trong miệng luôn mà mình không nghĩ là mình đang ăn con cá. Dạ. Mà lại làm một con cá sống nữa. Đó, sau đó chị đã dũng cảm lên và chị thử tiếp một cái món khác, đó là bạch tuộc sống. Không ăn được. Ủa gì kìa, ôi vậy à. Vậy là chỉ cá thôi chứ chỉ mà có mực cá bạch tuộc thôi. Thôi. Còn tất cả những cái con gì sống khác, tôm, mực hay là gì đó là sống là đều không ăn được. Đã thử và không làm được. Dạ. Cho nên là chỉ có vượt lên chính mình được có một món đó thôi. Chị Quỳnh Phượng đã chia sẻ là mình ăn được cá sống nhưng mà những cái khác sống, những con khác sống ăn không được. Nên lát nữa nấu cho kỹ hen. Chúc mừng bạn Thiện. Dạ. Trả lời đúng hai câu rồi còn thắng vụ ném đĩa nữa. Thôi mình có ưu thế. Dạ. Trong hai món ăn mà chị Quỳnh Phượng đang mong chờ, bạn chọn món nào nha? Dạ. Đây, hai món này. Bún riêu cua và bánh canh cua. Ủa gì kìa? Ừ. Nhưng mà công thức chế biến khác nhau nha. Dạ đúng rồi. Cái tên thì na ná. Rồi cái màu nó cũng tương nhưng đồng. Nhưng mà một cái là cua đồng, một cái là cua biển. Cua biển đúng hợp lý. Khác lý. Nhau. Dạ. Đây, bún riêu cua và bánh canh cua. Bên đây biển nè, bên đây đồng nè. Bạn chọn cái nào? Dạ, chắc là em sẽ chọn biển đi. Bánh canh cua. Bánh canh cua, mình cảm thấy tự tin hơn. Dạ, đúng rồi. Rồi, như vậy là cua đồng đã thuộc về em rồi, Tuấn ơi. Dạ. Như vậy là hóa ra ngày hôm nay chị ấy đang muốn thưởng thức những món ăn có nước. Và hy vọng là mình sẽ tạo nên sự hấp dẫn bằng hương thơm, mùi vị, màu sắc. Và đặc biệt là cái phong cách nấu nướng của mình. Bởi vì bây giờ hai bạn không có đứng nấu bình thường, mà sẽ phải vượt qua những cái địa hình khá là trắc trở. Bây giờ bạn được quyền lựa đó. Bạn chọn đi, bên trái hay bên phải theo hướng nhìn của khán giả. Dạ, em chọn bếp bên trái. Bên trái đi ha. Dạ. Rồi, hy vọng là sẽ mang lại may mắn cho bạn. Rồi, xin mời cả nhà mình lăn vô bếp. Trở lại với khẩu vị ngôi sao và bây giờ sẽ là vòng tiếp theo để chúng ta sẵn sàng thưởng thức những pha trình diễn chế biến của cả hai chàng trai trẻ ngày hôm nay, đó chính là bạn Tuấn và bạn Thiện. Bạn Thiện thì đã cao, nay còn cao hơn. Điều kiện đắc trở đó chính là đôi dép rất là đặc biệt, để chúng ta phải di chuyển trên đôi dép này không được làm té nha. Dạ. Không tẹo của chân mất. Còn bên đây massage chân nha em.
ở dưới chân của Tuấn, đó chính là một cái thảm gai. Mình phải di chuyển trên tấm thảm này mà thôi, không được bước ra khỏi thảm. Rồi có một cái thử thách nhỏ nhỏ dành cho chị Quỳnh Phượng nữa. Đó chính là bốn mẫu giấy nhỏ này đang được đặt ở trên những món nguyên liệu chính và phụ của từng món ăn. Để sử dụng được những món mà tờ giấy được đặt lên thì chúng ta phải đọc to cái thử thách đó. Chị Quỳnh Phượng sẽ hỗ trợ cho các bạn vượt qua thử thách này. Dạ. Rồi, xin mời chị Phượng về phòng khách ạ. Dạ. Rồi hai bạn đeo bao tay vào nào. Cố gắng lên nha em. Dạ. Ở nhà có bao giờ chị được những người đàn ông trong nhà nấu ăn cho chị ăn chưa? Thí dụ như anh Phúc. Thường xuyên em. Ồ vậy luôn đó. Nhiệm vụ của ảnh là thường xuyên như vậy. Trời đảm đang quá. Thật ra là với cái chuyện mà nấu ăn là nhà chị là 50-50. Dạ. Cân bằng, ngang tài ngang sức. Ai rảnh là người đó nấu. Ai rảnh là người đó nấu và dạ, ai cũng có thể nấu được những món đơn giản trong nhà. Anh chị ơi, bây giờ em muốn dùng món cua nhưng mà trên món cua nó có thử thách. Ủa vậy là em làm sạch cua trước phải không? Xin mời em. Dạ em xin được đọc thử thách là dùng bút lông và vẽ vào bảng được 3 loại rau củ quả để MC đoán được đúng tên. 3 loại rau củ quả nha. Rau cũng được, củ cũng được mà quả cũng được, hay còn gọi là trái đó. Trời ơi thiệt. Với luôn. Với một cái trí tưởng tượng phong phú như em thì em rất dễ đoán nha. Đơn giản và dễ đoán nhất nè. Củ cà rốt. Chính xác. Trời ơi. Dễ trái như trái tim vậy. Trái tim đâu có ăn được. Đúng rồi, trái tim nó đâu có ăn được đâu. Trái cây nha. Trái cà chua. Xuất sắc Hoàng ơi. Thêm trái nữa là được. À thôi để chị vẽ cái trái này đơn giản nhất nè. Đúng rồi. Đó, cái trái mà hồi nãy chị ăn không được á. Đó, ừ. Rồi ra đây đó. Xong, trái xong. Ớt. Dễ chưa. Rồi, chúc mừng cho bạn Thiện. Bạn đã được sử dụng cua nha. Dạ. Dạ anh chị ơi giúp em với. Dạ em đang muốn sử dụng ốc bu. Anh chị hãy giúp em với à. Ok. Hãy giúp nhìn liền vào ba bức hình và cho biết đáp án của bức hình này là gì. Đuổi hình bắt chữ. Xong liền. Đuổi hình bắt chữ. Mình tìm những cái liên quan trong hình ảnh này. Mình nói ra cụm từ khóa nó hợp lý nha. 2, 3. Cái gì điểm 10 à, con này con gì? Con công hả? Chấm công. Chính xác. Đây, hình ảnh tiếp theo. Cái này là con tê giác. Tê giác. Cái này là cái xe. Xe gì ta? Cẩu. Xe cẩu. Cẩu hả? À, cái này có số ô chữ luôn nè. Cái gì nè? 7 ô. 7 ô tê giác xe. À, không xe phải. Cái này là xe xúc. Xúc giác. Giỏi, xúc giác. Cái này mới ghê nè. Nhìn vậy chứ không phải vậy đâu nha. Lạc đàn. Chính xác, lạc đàn. Ủa, sao đề này dễ dữ trời. Đúng là người thông minh mà. Chúc mừng bạn, bạn được quyền sử dụng ốc bu rồi nha Tuấn ơi. Lúc đầu cũng nhìn đề này em tưởng đàn đàn lạc là dạ, cái đàn lạc tông á. Đàn bị lạc tông á không? Anh chị ơi, bây giờ em muốn sử dụng bánh canh mà trên đây nó có thử thách nên em rồi, đọc cho các anh đi. Chị nha. Đưa tay vào một chiếc thùng đá lạnh để tìm ra được 10 viên bi nhỏ trong đó. Bây giờ tưởng tượng đi, đây là cái báu vật của anh Phúc ở nhà giấu chị quỷ đen. Quỷ đen. Mình lục quỷ đen phải rồi. Tìm cho ra. Đúng rồi. Phải ra bằng được. Cái gì vậy? Giỏi, hay quá ta, đúng một phụ nữ, linh cảm xuất sắc thiệt. Trời, mò hay vậy? Trời, cái gì lẹ vậy? Phải, dọc lên chứ. Cái gì? Ủa, sao nhanh vậy? 4 trái rồi. Trời hay người ta. Ghê thiệt, bái phục. 5 trái, 7 trái rồi. Trời, ủa sao dễ vậy? Ủa, em tự khó lắm, 9 trái rồi. Còn trái nữa. Còn trái nữa. Một viên bi nữa. Vì củ này mới khó nè. Trời, nghĩ trời. Ghê thiệt. Bắt tay đi Hoàng. Nước lạnh chị. Giỏi. Không gì làm khó được chị. Mời chị. Rồi. Ghê thiệt. Hồi lạnh thiệt luôn á. Cứng nếp tay luôn. Ôi trời ơi. Dạ anh chị ơi. Trời em không được thở luôn. Em đập đi. Dạ em đang muốn sử dụng trứng. Là được chọn một trong ba loại gia vị để chấm một lát chanh và ngậm trong 10 giây đếm ngược từ MC. Em nghe nói là chị hát hay lắm. Ráng chấm miếng chanh, ngậm họng xong mình hát nha. Ráng lên. Em cũng ít có hát lắm Hoàng à. Vấn đề là phải vừa ngậm vừa hát. Hát cái chấm gì? Chấm 3 cái. Hả? 3 thứ chung một lúc luôn hả? Đúng rồi. Chị mới là thử thách. Ráng đi chị. Cố lên chị. Chuẩn bị nè. Ngầm hát. Trời ơi. Đó, người đẹp thì nhăn cũng đẹp nữa. Cho lên bà cho vừa màu nhau.
cô cháu vì cháu không khóc nha. Cháu không khóc mà mẹ cháu khóc. Tiếp. Không khóc nha rồi mẹ trong cây cây. Ba vào nhà may ông bà vui cây cây. Na 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 na. Giỏi. Ok, chúc mừng chị. Rồi, em sử dụng được món trứng rồi đó. 1, 2, 3, 4 đủ 4 thử thách rồi, chúc mừng chị. Yeah. Wow. Bữa nay phòng khách nhà em hơi nóng, không may mình ra giường mình đi dạo một xíu, lát mình quay lại sẽ có 2 món ăn, 2 món bún chờ đợi chị nha. Để... xin mời chị. Rồi, chúc hai bạn nấu nướng thật là thành công nha. Ôi chu cha mèn đét ơi, cái mùi nó vậy, nó thơm, nó hấp dẫn gì đâu. Đứng không nổi nãy giờ luôn. Dạ. Trời ơi, chị order một món bún thôi là đã hấp dẫn này, 2 món bún luôn. Cả hai cái mùi vị nó hòa quyện vào nhau, nó kích thích gì đâu. Một bên là bún riêu cua, một bên là bánh canh cua. Đó. Bây giờ chị muốn thưởng thức món nào trước ạ? Cua đồng nè, bên này là nguyên một cái, trời ơi, một cái càng cua khủng khiếp. Bây giờ chị ra đồng hay chị ra biển nè? Bên này trước đi, hình thức rất là bắt mắt, rất là ổn luôn ha. Ủa sao giờ, hai mình ăn chứ mình chị ăn thôi hả? Mình chị mà. Giờ chị nếm thử nước lèo trước nè. Ok nha. Hấp dẫn thiệt, không còn chỗ nào để chê được. Hình thức rất đẹp mắt. Ổn nha, vừa vị nè, thơm mùi cua nè, dậy mùi nè, có ốc luôn nè, ok nè, xử lý luôn nha. Quan trọng là ốc, rồi huyết, rồi cua, tàu hũ, nó có hòa quyện vào nhau hay không? Thấy thèm quá, đúng là quà đặc biệt của chị mà. Ngon quá chị Hoàng ơi, ngon quá Hoàng ơi. Ăn hay lắm nha. Qua món ăn này thì không biết là Minh Tuấn có muốn dành tặng cho chị Quỳnh Phượng lời chúc nào không? Qua món ăn này em chúc chị Quỳnh Phượng lúc nào cũng luôn luôn xinh đẹp và mãi mãi thành công. Cảm ơn em, lời chúc của em rất là hay và cái món của em ngày hôm nay cũng rất là ngon. Chị rất là thích. Rồi, bây giờ chúng ta trả khẩu vị lại về con số 0 nào, để giữ công bằng cho món bánh canh cua. Bún riêu cua là ok rồi đó. Rồi, bây giờ chị thử món của em nha. Dạ. Cái màu đỏ thiệt đẹp mắt gì đâu. Nhìn cái càng cua mà không nỡ ăn luôn á. Mà còn khéo léo nữa, bóp sẵn càng cua chứ không để chị cắn. Chỉ cần cầm cái càng cua lên ít nhẹ uống nước lèo sao. Rất là thơm luôn. Luôn, ngon luôn. Nước lèo là rất là vừa vị nè. Dạ. Có cái độ sánh nè. Sánh. Đó. Cái cua sạch sọt ha. Sạch sọt nè, đúng rồi. Có cái màu vàng, có cái màu rất là của dầu điều hay là cái gì bạn? Dạ, màu điều ạ. Dầu điều đó. Màu điều, đúng rồi. Vẫn tốt cho sức khỏe nha. Đó, bây giờ mình ăn tới cua nè, bánh canh cua là phải ăn cua nè. Đó. Rồi, còn miếng bánh canh nó có mềm chưa nè? Cua sao chị? Con tôm luôn nữa kìa. Thịt khuyến mại tôm nữa chứ. Chất tươi lượng nè, dai nè. Được quá à. Trời ơi, tô này bán ngoài chắc mắc lắm. Trời luôn á. Trời ơi, ưng quá luôn á. Bữa nay được nấu miễn phí cho ăn, ngon quá, sao ngon luôn. Bánh canh cũng ngon luôn, dai, dẻo, vừa luôn. Dạ. Bây giờ đến cái đoạn này mới là khó xử nè. Đúng rồi. Bây giờ làm sao mà mình có thể mình bỏ bên này mà đưa bên kia, nâng bên kia hay là... Thì bởi vì không nỡ. Hai bạn xứng đáng chiến thắng ngày hôm nay đó. Nhưng mà quan trọng cái món ăn nào mà khiến cho chị ấn tượng nè. Với vị thì hai bạn là như nhau. Nhưng mà chị sẽ cho bên bạn bánh canh cua bên này thêm một điểm cộng chút xíu nữa về màu sắc và hình thức một tí. Dạ. Vậy món ăn chiến thắng ngày hôm nay là món bánh canh cua. Chúc mừng Thiện. Có được một điểm cộng, nhưng mà tài năng của bạn Tuấn cũng rất là đáng khen ngợi. Nào, chúng ta nhận thưởng thôi.
Đây, phần thưởng trị giá 5 triệu đồng rất xứng đáng đã thuộc về món bánh cành cua. Xin mời chị Quỳnh Phượng trao tặng cho bạn Thiện. Dạ, em cảm ơn chị. Chúc mừng Phước Thiện nha. Cảm xúc bây giờ như thế nào? Cảm xúc của em bây giờ rất là vui ạ. Và em rất là cảm ơn chương trình cũng như là cảm ơn anh Hoàng Rapper và chị Quỳnh Phượng đã mang đến cho tụi em một cái chương trình thật là hấp dẫn. Và em xin chúc cho anh Hoàng Rapper cũng như là chị Quỳnh Phượng sẽ luôn rạng rỡ, luôn tươi vui như là màu sắc của món bánh cành cua. Yeah, trời ơi, cảm ơn bạn. Chúc mừng cũng ngon miệng giống như món ăn vậy đó. Cảm ơn Thiện. Dạ. Rồi với tối ngày hôm nay thì không có giải thưởng nhưng mà sẽ có được một cái bắt tay của chị Quỳnh Phượng. Chị đó, qua ăn ngủ bạn chứ. Chúc mừng em. Dạ, dạ. Cảm ơn chị. Cảm ơn những cái món ăn rất là ngon của bạn Minh Tuấn đã dành tặng cho chị Quỳnh Phượng ngày hôm nay. Và chắc chắn lát nữa chị Phượng cũng sẽ ăn cho hết, hoặc là đem về cho anh Phúc ở nhà mình. Không biết bây giờ sẽ là lời chúc gì của bạn dành cho chị Phượng đây. Chúc chị Phượng mãi luôn xinh đẹp và mãi thành công trong con đường nghệ thuật. Chị cảm ơn em và chị cũng chúc em là sẽ đạt được những cái thành công và mọi cái điều em mong muốn sẽ trở thành hiện thực ha. Dạ. Và chúc cho chị Quỳnh Phượng dù ở bất cứ một lĩnh vực nào chị luôn rạng rỡ như vậy để mang lại những hạnh phúc cho chính mình và cho gia đình. Cảm ơn chị. Cảm ơn Hoàng. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay cùng với chúng tôi. Hãy tiếp tục theo dõi với khung giờ quen thuộc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Khẩu vị ngôi sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.